Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với Can Double Wish. Mình là Kazu, mình là Shinsuke. Ok, mình là Chu. Double Wish sẽ bốc thăm những từ vựng và câu nói khó trong tiếng Việt và nói với chị Google. Nếu chị Google hiểu và hiển thị kết quả đúng, người đó sẽ được cộng một điểm. Nếu nói sai, người đó sẽ nhận hình phạt vũ lực từ Jun. Người có nhiều đáp án đúng nhất là người chiến thắng. Chào! Wow, không đau lắm đâu. Ok, vậy thì mọi người ơi, bắt đầu! Kazu và anh Shisuke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anh được chọn Arabimas. Anh trước. Anh xấu hả? Quá là hèn nhát. Hèn nhát. Nướng. Tôi tìm thấy một vài địa điểm cửa hàng bán nến gần bạn. Mọi người ơi, của mình là nướng nha. Nhưng mà ha, anh xưa kê đọc sau ra nến. Nướng. Xua rồi. Ồ, có cái này, thật ra từ này không dễ đâu nha. Dễ mà. Anh hiểu không? Hiểu rồi. Là cái gì? Không xấu. Trời ơi. Rốt cư. Hiểu rồi. Ok. Xấu. Được rồi, tôi rõ rồi. Nói là có thể đúng nha. Sai rồi, xấu cái này có nghĩa là ức lì xấu xí. Còn cái này là xấu. Đó chính là người xấu. Rồi, từ này cũng dễ thôi. Nim mô nó luộc. Ô, ta da. Hai. Shisuke là Việt Nam. Anh Shisuke có thể dùng cái này đánh không? Không bây giờ. À, lật. Sau đây là một kết quả tìm kiếm. Sao rồi? Nhìn chung là nghe được nha. Tại sao? Cứ nghe được là được. Lật. Ta-da! Shisuke chỗ tặng người Việt Nam. Thử thách này thì mình cần một vũ khí nguy hiểm hơn. Chà. Sao hay ra dễ quá. Chà. Chà. Sao cũng câu dài á. Thì làm người yêu em nhé. Dĩ nhiên là được rồi, tình yêu là một tình cảm đẹp mà. Sai rồi. Người ta là chị, còn anh là chỉ là... Anh xin lỗi, anh em đập đi. Đập đi. Còn gì? Anh giỏi quá, anh nói đi. Chị làm người yêu em nhé. Wow. Đương nhiên rồi, sao tôi có thể chối từ tình yêu được? Có vẻ như là anh xin kê phát âm giỏi nha. Một bài thơ rất là nổi tiếng của Việt Nam nha. Gió bắt đầu từ đầu. Theo Wikipedia, khi một sự khác biệt trong áp suất khí quyển tồn tại, không khí di chuyển từ vùng có áp suất cao hơn đến các vùng áp suất thấp hơn, dẫn đến những cơn gió có tốc độ khác nhau. Đúng. Chính xác. Chính xác. Nhưng mà tôi không hiểu. Hả? Không hiểu, không hiểu, phát tâm ghi nhận. Chị Hương là thông minh hơn. Nhưng mà bây giờ theo ý em. Ok. Cái này dễ. Dễ. Em có đẹp trai không? Người đâu mà vừa hiền cô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất cùng thế kia. Wow, đọc đúng luôn. Bản thân Shinsuke yêu chị Google. Shinsuke yêu chị Google. Wow,
Cái này mà không nói đúng thì tôi đập đầu. Chị có biết Dung Phần là ai không? Có biết. Sau đây là một kết quả từ web. Trời ơi. Dung Phong này anh mới nói. À. Chị có biết Dung Phong là ai không? Ồ. Sau đây là kết quả tôi tìm thấy. Wow. Trời, ghê chưa? Chị có biết Jun Phạm là ai không? Jun Phạm có nhiều bài hát nổi ra phết. Wow. Mời đẹp. Chị Google này có bài hát đấy. Hai ba. Trong trống trên nè Nobita. Xem những hình ảnh này. Wow. Trời ơi, mừng quá. Cái này rất dễ. Chống chống che nè Nobita. Amazing, good job em. KO. Anh Kazu đọc tiếng Việt Jun có thể hiểu được. Cần bao giờ hiểu được hả? Các hôm nay chị đã hiểu không? Ở đây ai cũng lắc đầu hết. Còn anh Suzuki mọi người có hiểu không? Sao? Nhưng mà chị Google lại hiểu. Chị Google lại hiểu. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem chương trình ngày hôm nay. Bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại nha.